Bây giờ cái thứ hai là 10 pháp ba la mật. Thầy tính viết tiếng Việt mà tại vì cái chữ đầu tiên là nó bị kẹt rồi. Tức là cái chữ đầu tiên nó vô chữ bố thí. Nhưng mà mình có lẽ là mình nói dùng đàn na là hay hơn. Đà na, đàn na, tất cả các nước Phật giáo nguyên thủy là người ta dùng từ để nguyên đó. Cái nước của họ đó, là cái tiếng của nước họ cũng là họ dùng giữ nguyên cái chữ đà na luôn. Thế mình mới dùng chữ bố thí, nó thầy có phân tích trong cái bài viết của thầy. Vì chữ bố thí nó mang cái nghĩa nó có vẻ ban bố cho người ta, mà có vẻ trong nó có hãnh diện, có kiêu hãnh gì đó, đại khái vậy. Nhưng mà ở đây á, nếu mà coi như vậy á, thì nó chẳng có ba la mật chút nào hết. Mười cái ba la mật á, cái chữ ba la mật, chữ parami á, là có nghĩa là đến bờ kia. Nhưng mà đến bờ kia đó là tức là ta nói cái ẩn dụ thôi, là giống như bên bờ này là bờ phiền não khổ đau luân hồi sinh tử, còn bờ kia là cái bờ mà giải thoát giác ngộ niết bàn. Cho nên mới nói là bờ này bờ kia, nhưng mà không phải vậy. Thực ra toàn bộ cái thiền mà của nguyên thủy đó là tại đây và bây giờ. Nhưng mà tại vì người ta vẫn cứ thấy rằng là phải đi từng bước, nhưng mà cái từng bước cũng phải tại đây và bây giờ. Thế thì đương nhiên thầy muốn đi từ đây tới đó là phải đi mấy bước chứ, nhưng mà bước nào cũng phải tại đây và bây giờ mới được chứ. Chứ còn đâu có bước nào mà nó ngoài cái tại đây và bây giờ mà bước được. Thế thì phải nhấn mình cái mà tại đây và bây giờ thì mới được. Còn nếu không á là mình cứ cái tâm của mình cứ vọng đi mãi. Thầy nói là thầy nói tóm tắt thôi, bởi vì cũng có thời giờ nhiều. Mà sẽ đọc trong cái chương 9 á. Trong chương 9 của Thực Tại Thiền Tiên 2, các vị vô mạng đọc cái tại vì thầy phải soạn hết thêm mấy chương nữa là lúc đó thầy mới in ra. Bây giờ nó chưa có sách, chịu khó vô trong mạng đọc. Đa na đó tức là nói chung á là một hành động vô ngã vị tha, một hành động mà biểu hiện cái sự vô ngã vị tha. Có thể trong đó nó có nhiều thứ, thí dụ như là san sẻ hay là cúng dường hay là ban tặng, không phải ban tặng mà là biếu tặng, đại khái như thế, là cho, là cái gì đó, tức là nhiều từ. Nhưng mà trong đó tất cả những cái hành động mà nó thuộc về cái đa na này á, là hành động phải là xả ly cái tham chấp sở hữu, cái chính yếu đó. Bởi vì con người mình là khi mà tham sân si á, là mình cứ sở hữu cái này, sở hữu cái kia, sở hữu đủ thứ. Nhưng mà khi mà mình mà không sở hữu á, ví dụ trong thánh kinh là có cái câu chuyện như thế này, nói là có người đến hỏi Chúa là nói là nếu như mà tại vì á muốn theo Chúa đó thì phải bỏ hết, muốn theo Chúa là phải bỏ hết à, tức là muốn giác ngộ giải thoát á thì phải là hoàn toàn phải xả ly hết, tức là phải đến bờ kia, chứ còn ở bờ này thì không bao giờ giải thoát giác ngộ được à. Thế nhưng mà để chút nữa mình nói bờ kia tức là bờ này, bờ kia tức là ở đây mà không có cái bản ngã, tức là ở đây là mình luôn cả hai bờ ở ngay tại đây. Nếu mà mình khởi bản ngã lên thì mình đang ở trên bờ này, mà mình buông bản ngã đi thì đang lại ở trên bờ kia. Cũng như bây giờ mình đang nằm ngủ vậy, mà nếu mình ngủ thì mình nằm mộng, mà mình thức là hết nằm mộng, thì cũng là nằm đó chứ không phải là qua bờ kia gì hết à. Thì ở đây là mình cũng vậy, thì mình đang ở đây, mình đang bản ngã tham sân si khởi lên tức là nằm mộng, còn mình chánh niệm tỉnh giác tức là tỉnh, thì tỉnh cũng ở đây, cũng tại đây và bây giờ, mà nằm mộng cũng ở đây, chứ không phải là đi đâu cả. Mộng cũng trên cái này, mà thực cũng ngay trên cái này à, thì mình phải nhận ra cái điều đó. Cho nên á, bây giờ mình biết rằng là trong cái khi mà mình cái bản ngã tham sân si mà khởi lên đó, là nó cái việc đầu tiên của nó đó là muốn bành trướng sở hữu, luôn luôn là mình muốn bành trướng sở hữu, tức là mình muốn có cái này rồi muốn có cái này cái kia. Nhưng mà bây giờ chính những cái mà sở hữu đó là ràng buộc mình, làm cho mình đau khổ. Một người thanh niên muốn sở hữu một bà vợ
và sau đó là chịu đau khổ. Một phụ nữ muốn sở hữu một người chồng và sau đó là đau khổ. Đau khổ chính nằm ở trong cái mà mình muốn sở hữu. Nhưng mà hệ khi mình sở hữu thì có nghĩa là mình giới hạn mình lại trong cái phạm vi mà mình sở hữu thôi. Khi mà mình sở hữu á, tức là mình đã đóng khung mình lại trong những cái, trong cái thuộc tính mà mình sở hữu. Nghĩa là mình tự trói buộc mình lại, tự giới hạn mình lại. Cho nên bây giờ muốn bung ra để cho nó hoàn toàn tự do giải thoát đó, không còn bị gì ràng buộc nữa, thì việc đầu tiên là phải cái đa na đó, có nghĩa là phải xả ly cái sở hữu. Ở đây á, xả ly sở hữu á, thì là bằng cái cách là mình biếu tặng, hay là mình dâng cúng, hay mình chia sẻ, hay là mình đem cho ra. Thì những cái hành động đó đều là cái hành động để giúp cho mình đó, là bớt đi cái tâm mà dính mắc trong tài sản, trong sở hữu. Trong sở hữu thì nó nhiều hơn, còn mình nói tài sản thì nó có một phần của cái sở hữu đó. Thế thì để cho mình đừng có dính mắc trong sở hữu thì mình phải tập buông ra. Thì đó là hành động là đa na. Cái đa na này là nó nằm đầu tiên, bởi vì có đa na này nó mới ra được cái khác. Chứ còn đa na mà nó vẫn chưa được á, có nhiều người á thì nghe nói là tu thiền tuệ thiền định gì đó là lo đi tu thiền định thiền tuệ thôi, rất khinh thường cái chuyện mà là phục vụ hay là làm phước thiền hay là biểu hiện cái hành động là vô ngã vị tha. Đó là một sai lầm rất lớn. Cho nên á là trước tiên là phải là tập san sẻ để mà bớt đi cái tâm mà nó dính mắc trong cái sở hữu. Nhưng mà ở đây này, càng là chia sẻ ra, càng san sẻ ra thì càng nhẹ bớt, tức là càng phá bớt cái mà cái ranh giới mà của mình, thì cái tâm của cái hoạt động của mình á nó mới rộng ra. Nói là tâm hoạt động thì cũng vẫn là vật chất, ở đây là mình nói cái tâm á, cái tâm của mình nó mới rộng ra được. Có làm như vậy á thì mới biểu hiện được cái đức vô ngã vị tha. Sẵn đây thầy nói ba cái yếu tố, đó là một là phải nhận thức đúng, cái đó là trong bát chánh đạo là chánh kiến. Nhận thức đúng tức là nhận thức đúng cái tại đây và bây giờ đó, đó là một là nhận thức đúng. Hai là vượt qua chướng ngại. Đa phần những người tu thì lại muốn an lạc chứ không muốn vượt qua chướng ngại. Đó là một sai lầm rất lớn. Nhiều người tu là cứ sờ cái phiền não, cho nên là cứ rút vô trong một cái chỗ nào đó để mà tu, để cho nó yên tĩnh, để cho nó giải thoát, để cho an lạc. Đó là sai lầm vô cùng. Thực ra đó là phải vượt qua chướng ngại. Tại vì cái cố gắng tu hành á, là thầy dùng cái từ là xa xỉ phẩm. Cái tu của mình là xa xỉ, tức là nó không cần thiết mà mình vẫn cố gắng để làm cho có, tức là mình vẫn là đòi quyền sở hữu. Thế còn bên này là người ta đối diện với cái thẳng với cái một đau khổ, cho nên bây giờ người ta phải vượt qua đau khổ đó. Thì cái vượt qua đau khổ đó, đó mà vượt qua làm sao vượt qua? Vượt qua chỉ có bỏ cái bản ngã đi, chứ không có vượt qua cái nào được cả. Trên đời này đâu có vượt qua được cái gì, chỉ có vượt qua được bản ngã của mình là mình khỏi khổ thôi, phải không? Buông cái bản ngã mình xuống là hết khổ, vì mình đâu còn cái gì để mà chống đối nữa. Sở dĩ mà cho nên thầy nói là cái người đang bệnh gần chết đó mà họ mau thấy ra đó là bởi vì họ buông hết rồi. Chính những cái người mà bước tới bước đường cùng đó đó thì bây giờ họ lại thấy ra. Thế thì á phải vượt qua cái trở ngại, cái gian khổ, chứ đừng có nghĩ rằng là mình phải trốn tránh gian khổ để mà tu hành. Và thứ ba đó là thể hiện được đức vô ngã vị tha. Tức là bây giờ anh nhận thức á, nhận thức gì? Nhận thức ra được pháp thực và nhận thức ra được cái nào là cái ảo tượng của bản ngã. Nhận thức là nhận thức vậy, cho nhận thức gì, phải không? Bây giờ trong người mình á mà nhận thức đúng là để làm gì? Tức là mình nhận thức ra được cái gì là cái đem lại đau khổ và cái gì á là không đau khổ. Mà đau khổ chính là bản ngã tham sân si.
Không đau khổ tức là không có bản ngã, không có bản ngã thì không có đau khổ. Vậy thì á, nhận thức đúng là được rồi, nhưng mà nhận thức đúng mà chưa qua cái trở ngại á, thì bản ngã vẫn phát sinh, phải không? Bởi vì cái trở ngại á, để giúp cho mình thấy có còn cái bản ngã hay không, phải không? Ví dụ bây giờ thầy đứng yên ở đây á, thầy đứng yên đây này, thì rất là dễ là vô ngã, bởi vì đứng yên đây thầy buông xuống là ngài vô ngã rồi. Thế nhưng bây giờ có người họ tới họ đánh thầy một cái, hoặc là họ chửi vào mặt thầy một cái, thì lúc đó mới có vô ngã hay không nào, phải không? Chứ còn vô ngã mình đứng đây mình vô ngã thì nó dễ rồi đó. Vậy thì á, nhờ người ta chửi hay là nhờ gặp những khó khăn đó mà mình mới có thấy là bạn ngã nhiều hay ít. Tức là mình đã đưa ra cái bạn ngã đó để mà đối chọi lại cái đó. Khi nào mình còn đưa cái bạn ngã ra để mà đối kháng với cái đó, chẳng phải vượt qua nghĩa là mình thắng họ đâu. Không cần thắng họ, thắng 1000 một vạn quân không bằng từ thắng mình đó. Vượt qua trở ngại không có nghĩa là vượt qua trở ngại đó. Vượt qua trở ngại không có nghĩa là khi mình bệnh là mình có thể hết bệnh, mà vượt qua trở ngại là khi mình bệnh mà không còn sợ hãi nữa, hoàn toàn vắng lặng không còn sợ hãi nữa thì mình mới gọi là vượt qua trở ngại. Cái thứ hai là nếu mình không thể hiện được cái vô ngã vị tha, nếu không thể hiện được cái vô ngã vị tha thì vẫn còn bản ngã. Cho nên thầy đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là các vị đừng có cố gắng mà ngồi mà đắc, mà tu mà đắc cái này đắc cái kia, bởi vì cái đó hoàn toàn là bản ngã. Chẳng dám vượt chướng ngại mà cũng chẳng làm được cái gì mà vô ngã vị tha, mà chỉ ngồi là cứ mong mỏi đạt cái này đắc cái kia đắc cái nọ. Và trong khi đó chỉ cần mình đi làm một cái việc gì đó để lợi ích cho thiên hạ, tức là mình đã thể hiện được cái vô ngã đó rồi, và mình vượt qua được cái trở ngại, tức là mình đã thực hiện được cái vô ngã đó rồi. Cái thứ hai là cái trì giới. Trì giới là gì? Trì giới tức là ngăn không cho cái bản ngã làm những cái điều mà hại mình hại người. Thí dụ như không uống rượu là để làm gì? Không uống rượu là không hại mình, mà uống rượu vô một cái rồi thì về quầy gia đình, quầy hàng xóm thì là hại mình hại người. Cho nên bây giờ không uống rượu là mình đã khỏi bị cái mà mình bị khỏi bị đau bệnh này, khỏi bị nói lung tung này, thế là hại mình là mất ngủ, mất đồ, mất ăn mất ngủ này, rồi á mình hại người là hại vợ hại con hại đủ thứ trên đó. Cho nên á, cái giới là gì? Giới là ngăn bớt cái hành tung mà của bạn ngã muốn làm gì thì làm, ngăn bớt bạn ngã lại, thì khi đó bạn ngã may ra nó mới mình mới là bỏ nó đi được. Chứ bây giờ nó bạn ngã nó đầy tràn mình thấy toàn bạn ngã không, đâu có thấy mình đâu, thấy đâu có thật đâu. Cho nên á phải là trì giới. Trì giới tức là ngăn các cái hành động mà hại mình hại người đi. Như vậy giới đó tức là buông bỏ, buông bỏ những cái hành động sát sanh, buông bỏ hành động trộm cắp, buông bỏ hành động tà dâm, buông bỏ tất cả những cái hành động mà xấu xa tội lỗi. Như vậy là trì giới cũng là buông bỏ, phải không? Bố thí là buông bỏ, và trì giới cũng buông bỏ. Bây giờ nekhama này đó, thì bên Nguyên Thủy thì nói là xuất gia để mà tránh đi những cái mà đời sống ở bên ngoài mà cứ phải chạy theo cái ái dục. Và bên Bắc Tông á thì nói đó là thiền định, bởi vì thiền định á là ly dục ly bất thiền pháp. Nhưng mà theo thầy đó thì thiền định vẫn không phải, mà xuất gia cũng không phải. Bây giờ nếu nói về thì người không xuất gia người ta không đắc đạo quả được sao? Cho nên xuất gia không phải là một điều kiện tất yếu, mà xuất gia là theo thầy đó thì nó là hợp cách. Tức là nếu như thầy mà ở đời thì không làm gì được, nhưng mà nếu thầy mà xuất gia đó thì sẽ làm được nhiều việc. Hoặc là bây giờ thầy ở đời đó thì thầy không hề thích hợp gì đến cái đời sống mà gia đình hay là này nọ, không thích hợp. Nhưng mà bây giờ thầy ở trong chùa thì thầy sẽ phát huy được rất nhiều cái lợi. Thì như vậy á, xuất gia như vậy gọi là hợp cách,
hợp cách á thì nó mới làm được chuyện. Chứ nếu không hợp cách á, một cái người là không phải xuất gia, cái tự nhiên vô trong này ngồi xuất gia mà tự nhiên bó chân bó tay ngồi đó thì cũng không có lợi ích gì cả. Cho nên á, vấn đề không phải là xuất gia hay tại gia, mà ở đây á, là ly dục. Bởi vì chữ nekhamma này á, nó có cái gốc là nikama. Kama là dục lạc, ni là không, hay là ly, mình dịch là ly dục. Cho nên cái này là ly dục. Ly dục tức là bỏ những cái ham muốn. Ham muốn trong bất kỳ cái điều gì. Trong cái nekhamma này á, thì là chủ yếu lúc đầu đó là từ bỏ những cái tham dục ở trong các cái sắc thanh hương vị xúc, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý mình này, đừng có tham muốn trong sắc thanh hương vị xúc. Như vậy cái dục này đó, nó gồm cả tham và sân, sân cũng là dục. Mắt tai mũi lưỡi thân ý mà khi tiếp xúc mà tâm nó khởi sân đối với sắc thanh hương vị xúc pháp đó, nó cũng là ái dục, mà tham cũng là ái dục. Chẳng phải là chỉ có bưởng rất trong tứ diệu đế thầy có dạng rồi đó. Tức là một là hữu ái, hai là phi hữu ái, hoặc là dục ái. Tức là cái ái đó nó xuất hiện ở dưới nhiều hình thức tham sân si. Cho nên ở đây là ly dục. Thế thì ở đây thầy cũng nhắc một cái là nếu như mình tu hành mà mình không phát hiện ra được rằng là cái động cơ tu hành vẫn là dục vọng thì coi như là công toi. Công toi là bởi vì sao? Bởi vì cái động cơ đó là bản ngã vô minh ái dục. Cho nên ly dục. Trí tuệ. Trí tuệ tức là một cái tâm hoàn toàn trong sáng, rộng lặng trong sáng, để phản ánh trung thực tất cả các pháp. Thế thì á, khi mà mình đã không còn dính mắc trong tài sản, trong hữu sở hữu, mình đã bớt đi được những cái hại mình hại người, và mình cũng không còn ái dục nữa, thì lúc đó cái tâm nó sẽ trong sáng, đúng không? Lúc đó tâm nó sẽ trong sáng. Trong sáng để nó mới thấy được tất cả các pháp đều như thực, chứ không qua quan niệm, không qua tình cảm, không qua cái lý luận gì của mình nữa cả, mà nó thấy làm sao là thấy vậy. Thành ra trí tuệ đó là thấy, bắt đầu thấy được thực tánh của các pháp. Tiếp theo đó là tinh tấn. Tại sao ở bên cái lục đồ của bên Bắc Tông á, thì lục đồ á là tinh tấn nhẫn nại rồi mới đến thiền định, mới đến trí tuệ. Nhưng mà tại sao là bên Nam Tông á lại nói là trí tuệ trước rồi mới đến là tinh tấn mới nhận nãi? Bởi vì nếu như không có trí tuệ, không thấy như thực, thì tinh tấn của mình là coi chừng là phục vụ cho bản ngã tham sân si. Cái tinh tấn vốn nó đó là gọi là nó là tùy theo tâm. Thế mà nó cái tinh tấn ở trong một cái tâm bất thiện thì nó sẽ giúp cho bất thiện, mà tinh tấn ở trong tâm thiện thì nó sẽ giúp cho thiện. Nếu chưa có trí tuệ thì gần như 80-90% là tinh tấn là phục vụ cho bản ngã tham sân si. Có nhiều người ham tu lắm mà không chịu học ra, chưa chịu để hiểu ra cho nó rõ ràng cái đã rồi mới chịu tu, mà cứ ham tu, tức là tinh tấn quá nhưng mà không hiểu đúng, thì là chỉ làm cho mình càng xa niết bàn thôi. Phải không? Cho nên á, càng tinh tấn là giống như mà lái xe thiệt nhanh đó, gọi là tinh tấn đó. À, nhưng mà lái xe thiệt nhanh mà lại không đi đúng cái đường để đi tới cái mục đích thì là càng xa. Lái càng nhanh thì càng xa. Phải không? Cho nên tinh tấn không phải là tinh tấn đúng, cho tinh tấn sai mới là càng nguy hại. Bây giờ khi mình đã thấy pháp, tức là sao? Khi một người có trí tuệ, có nghĩa là một cái người đã ổn định được, đã thấy ra pháp ngay tại đây và bây giờ rồi. Cho nên bây giờ người đó là có thể ổn định ngay trong cái pháp tại đây và bây giờ. Thế là người đó đang thấy được pháp tại đây và bây giờ, cho nên người đó mới là tinh tấn sống theo cái pháp đó. Thì mới là đúng tinh tấn nhá, phải không? Tinh tấn để mà sống cho nó đúng cái pháp đó thì mới là gọi là tinh tấn. Thế nhưng mà bây giờ mình đang sống như vậy thì nó gặp trở ngại.
gặp những cái chướng ngại. Thì khi gặp chướng ngại đó thì lúc đó nhẫn nại ba la mật, nhẫn nại mới là sống thuần pháp được, phải không? Nếu mình không nhẫn nại một cái là mình khởi lên tham sân si liền, nhất là khởi lên sân nôn nóng. À, ví dụ như cái người tu mà cứ nôn nóng muốn đạt được cũng là không có nhẫn nại đó. Thế còn á, thực ra nó tức cười cái là mình buông ra thì ngay tại đây á là nó lại dễ vào hơn. Thí dụ như có nhiều người là tu thiền định, cố gắng tu thiệt nhiều mà tu không được. Mà nhiều người đó, nhiều người đang hành thiền định khó khăn như vậy, bây giờ buông ra là vô thiền định được liền. Tại vì sao? Tại vì là mình đem bên kia đó mình nôn nóng quá. Nôn nóng quá cũng là một cái thiếu nhẫn nại. Tức là cái nhẫn nại đó là thiếu, không nhẫn nại đối với tham. Còn cái không nhẫn nại đối với sân á, tức là khi một cái chướng ngại tới là mình không chịu nổi, cho nên mình đối kháng lại, thì cái đó gọi là không nhẫn nại đối với sân. Khi mà mình nhẫn nại được rồi thì lúc đó mình sống trọn vẹn với cái chân lý, cái tức là cái sự thật. Sự thật tức là như cái hồi nãy thầy nói đó, dạ tha phu ta nha na dasana, là dạ tha phu ta nha na dasana đó, tức là trí tuệ. Bây giờ này thực hiện trí tuệ qua tinh tấn và qua nhẫn nại, thì tinh tấn cũng là cái mà mình nói là để thể hiện cái vô ngã vị tha này, như hồi nãy thầy nói đó. Và nhẫn nại đó tức là để vượt qua cái trở ngại này. Lúc đó là mình đã thấy sự thật rồi đó. À, hồi nãy là mình nói cái bảy thân thanh tịnh đó. Khi mình mà có bảy thân tịnh ngay tại đây và bây giờ mà mình có đủ bảy thân tịnh á, thì lúc đó tức là cái lúc mà mình sống tròn vẹn với cái thực. Khi mà mình sống tròn vẹn với cái thực này gọi là Satcha Parami. Satcha Parami á, tức là Đức Phật ngài dùng một cái từ khác gọi là hộ trì chân đế. Hộ trì chân đế, chân đế tức là cái thực tánh. Mà ở khi ngang đến trí tuệ là thấy thực tánh rồi, bây giờ mới là tinh tấn sống với thực tánh đó và nhẫn nại để mà mình không đối kháng lại với cái trở ngại. Và khi mình đã làm được hai cái việc này thì lúc đó mình sẽ sống trọn vẹn với cái đang là. Bên này là thấy cái đang là thôi, nhưng mà phải trải qua tinh tấn nhẫn nại thì khi đó mới sống được với cái đang là. Thì bây giờ mình ví dụ như một người đang hành ngồi thiền, là một người đang đi kinh hành, là một người đang quét nhà, thực ra tất cả những việc đó giống nhau. Như thầy hay ra quét sân, đang quét sân vậy đó thì mình mới quét sạch, cái là gió nó thổi một cái rùng lá xuống cái là tâm mình có thể nổi sân lên. Thì lúc đó mình mới thấy được cái tâm mình là như thế nào. Hay là lúc đó mình quét mà mình cảm thấy là thị lạc, hay là lúc đó mình quét mà mình thấy như thế nào đó, thì tất cả thiền định trí tuệ thứ gì nó nằm trong đó hết. Nhưng mà thêm được chuyện là nó sạch cái sân. Thêm được cái chuyện sạch cái sân. Nhưng mà nói chơi vậy thôi, chứ còn ví dụ như là ở đây sau này mà thầy mở khóa thiền á, thì ai muốn ngồi thiền thì mời thầy sẽ đưa ra rất nhiều cái việc làm cho tùy chọn. Ai muốn đi nấu ăn lặt rau thì đi, ai muốn ra quét sân thì quét, ai muốn lau tường lau kiến gì đó thì lau, còn ai muốn ngồi thiền thì cứ ngồi. Nhưng mà coi chừng á, mấy người đi lau kiến đi nào đó, mấy người đó là vừa là cũng là phát huy được giới định tuệ mà lại là vừa tạo được cái công đức. Bởi vì ở đây nó có hai cái, là một cái là vượt qua trở ngại và một cái là tạo được công đức. Mà thầy không dùng chữ tạo được công đức, bởi vì tạo được công đức thì nó bản ngã, cho nên thầy mới là dùng cái từ là thể hiện đức vô ngã vị tha, thì nó là mới là đúng pháp, chứ không nói tạo công đức mà là thể hiện đức vô ngã vị tha. Cho nên á, hồi đó ở đây này có nhiều cô tu nữ đó, là chỉ ngài dạy niệm Phật A-ra-hăng Đức Phật trọn lành, cứ niệm vậy thôi, xong rồi mấy bà là cứ ra là quét bồ đề, quét đường, quét rá sạch sẽ hết. Có bà 10 là bà già hết sức già rồi, và bà ngày nào cũng ra là quét dọn đó.
tự nhiên mỗi lần thầy đi qua, thầy nói hay quá, tức là thực ra nếu mà biết tu á, thì là tạo được rất nhiều cái đức vô ngã vị tha trong đó. Nhưng mà nếu mình hộ trì chân đế thì có nghĩa là luôn luôn là mình, tức là có một cái giai đoạn phải làm như vậy. Tức là bây giờ mình đi đứng nằm ngồi, hay là mình đang quét nhà, hay mình làm bất cứ gì, thì luôn luôn là phải ở trong cái thực tại chân đế đó, trong cái thực, trong không còn cái giả nữa. Ở đây trong không còn cái giả vô đó nữa. Dù quét nhà hay dù quét sân, dù làm bất kỳ chuyện gì là hoàn toàn thực, không còn giả nữa. Thì cái người đó là người em đang hộ trì chân đế. Nhưng mà nếu mà hộ trì chân đế đó, thì phải có cái quyết định. Cái này là gọi là quyết định ba la mật. Atithana là quyết định hay là nguyện lực ba la mật. Tức là mình phải nguyện. Nhưng mà cái người đó đó, cái người mà thực sự mà có cái quyết định nguyện lực này đó, người đó phải trải qua những cái này rồi. Tức là người đó có thể luôn trú được trong cái thực. Cho nên Đức Phật á, sở dĩ mà Đức Phật mỗi lần ngoài giảng như vậy á, là có hàng trăm hàng ngàn người á, là đắc đạo quả. Tại vì cái sức mạnh của cái mà trú trong cái thực của ngài á, nó rất là mạnh. Cho nên là cái sức thuyết phục của ngài rất là lớn. Phải chỉ ra cái thực làm sao mà để ta vô được cái thực đó. Thì khi mà mình có cái nguyện lực như vậy á, là có lòng vị tha. Tức là tâm từ này. Cái có cái tâm từ, tức là một cái tâm mà mát mẻ, như bữa hôm qua thầy có lần trước thầy có nói đến cái pháp tu tâm từ đó. Tức là khi mình làm một việc gì đó là phải vì tâm từ. Và cuối cùng á thì vẫn là buông xả. Tức là toàn bộ pháp thứ nhất cho đến pháp thứ 10 cùng một cái mục đích giống nhau, đó là buông xả. Mục đích đó là gì? Mục đích Đức Phật ngài nói là giáo pháp mà của Như Lai đó là nhất hướng xả ly, nhất hướng ly tham, nhất hướng đoạn diệt, nhất hướng chánh trí giác ngộ niết bàn. Chỉ có một hướng như vậy thôi, chứ không có cái hướng khác. Thế thì ở đây đó, thì đây chính tất cả mọi cái pháp này này là đều là để mà xả ly những phương diện khác nhau của cái bản ngã. Cái bản ngã có thể là nó sở hữu, bản ngã có thể là hành động lung tung, bản ngã có thể là dính mắc ái dục, bản ngã có thể là tà kiến sai lầm, bản ngã có thể là siêng năng trong những cái hành động ác, bản ngã có thể là không nhận nại, chỉ muốn là làm sao theo ý mình chẳng hạn như vậy. Cho nên toàn bộ các cái pháp này là cái pháp để mà xả ly, mà nói thẳng là xả ly cái bản ngã vô minh ái dục. Thế thì ở đây nó có một cái sai lầm mà trong cái các vị vào đọc trong màn cái bài bài 9 á, bài 9 trong thực tại hiện tiền 2 đó, thì quý vị sẽ thấy là thầy chứng minh rất là rõ là cái con đường tu là để mà xả ly. Bởi vì có nhiều người người ta hiểu rằng là tích lũy cái ba la mật, ví dụ bố thí tức là tích lũy công đức, trì giới tức là mình có giới đức, đại khái như vậy. Tức là mình cứ tưởng rằng là làm tất cả những cái này để mà có tăng trưởng cái một cái gì đó ở trong mình. Đó là một cái hướng rất là sai lầm. Tức là hướng đó là hướng hoàn thiện bản ngã. Nhưng bản ngã thì không bao hoàn thiện. Bởi vì bản ngã là ảo tưởng, làm sao hoàn thiện được. Chỉ có buông cái bản ngã ra thì là tất cả đều đã hoàn thiện rồi. Cái hoàn thiện đó là hoàn thiện của pháp, chứ không phải là cái bản ngã của mình xen vào để hoàn thiện. Vì vậy cho nên đừng bao giờ đem bản ngã ra mà cố gắng hoàn thiện. Mà trong cái tu là mình cứ bị sai lầm một cái là cứ đem bản ngã ra để hoàn thiện mình. Đó là sai lầm. Thực ra buông cái bản ngã ra một cái đó thì pháp đã hoàn thiện rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái bản ngã nó mới làm hỏng đấy. Bây giờ mà cái bản ngã nó hết sạch đó, thì tất cả đều là hoàn thiện. Không có chuyện gì để thêm bớt gì cả. Tất cả mọi cái sai lầm nhiều ít là do cái bản ngã, chấp bản ngã nhiều ít mà ra. Rồi bây giờ mình còn được ít phút
Ai hỏi gì thì hỏi. Thưa thầy, em xin hỏi câu đầu tiên, làm sao để mà có cái tâm từ vị tha tới tất cả những người khác thế này? Thực ra mình đừng có nghĩ là mình có một cái tâm từ đến người khác. Chỉ cần á là mình đừng có sân. Khi mà tâm không sân á tức là tâm từ. Bởi vì á cái từ là một cái tâm từ là cái tâm nó có sẵn cái bản chất của nó bên trong rồi. Cái từ là nó có sẵn bên trong rồi, mà tại vì á mình đụng cái gì cũng sân, đụng cái gì cũng sân. Cho nên á từ định nghĩa là không sân. Nghĩa là bây giờ giả sử như bây giờ như vậy gọi là tâm từ này. Nhiều người hiểu tâm từ tức là mình phải thương yêu người này, thương yêu người nọ, không phải vậy. Bây giờ thầy nhìn tất cả mọi người ở đây, lướt qua một cái nhìn tất cả mọi người ở đây mà nhìn người nào cũng không có một cái tâm sân hết trơn á, tức là thầy đang có tâm từ với tất cả mọi người. Quý vị nhớ như vậy á. Hễ mà cái người mà không có tâm sân tức là người đó có tâm từ. Mình đừng có tưởng lầm là mình có phải có một cái tâm từ đến với người khác. Đó, cho nên á trong cái pháp mà tu tâm từ á thì có là như thế này. Một á là nếu cái người nào mà mình dễ làm cho mình sân á thì mình phải nghĩ tốt về cái đối tượng đó. Thí dụ như bây giờ một cái trở ngại cho mình thì mình phải nghĩ tốt, cái cách nghĩ tốt nó có rất vô số cách nghĩ tốt. Ví dụ như thầy á thì thầy từng nghĩ tốt theo kiểu này. Một người nào hại mình thì thầy nói rồi, nhờ họ hại mình như vậy mà mình có thể giúp cho mình đó là xả ly bớt cái bản ngã. Như vậy không phải là tốt cho mình sao? Thì cái mà họ tới hại mình đó là họ giúp cho mình, chứ đâu có phải hại mình. Thế thì họ cái tâm họ hại mình á thì tâm họ khổ. Chứ còn mình lại thấy là cái hại đó là giúp cho mình là nhẫn nại ba la mật rồi tâm từ ba la mật nhiều thứ. Tức là mình nhờ cái mà cho nên thầy nói là giác ngộ giải thoát là vượt qua trở ngại là vậy đó. Nhờ trở ngại đó mà mình mới là dẹp bỏ được cái bản ngã của mình. Thành ra là mình có thể nghĩ tốt đến người khác. Và khi mà mình đã bắt đầu thấy rằng tất cả cái gì trên cuộc đời này mà nó đến với mình đó, nào là khi thì đói, khi thì no, khi thì vinh, khi thì nhục, khi thì được, khi thì mất, mà mình vẫn là thấy rằng là tất cả những cái đó đều là giúp mình để mà thấy ra cái thực và để mà dẹp bỏ cái bản ngã. Con đường tu nó chỉ có chừng đó thôi. Mà nếu mình thấy ra được điều đó đó thì lúc đó mình sẽ cảm ơn tất cả mọi cái đến với mình. Mà mình đã có một cái tâm mà là không sân đối với kể cả những cái trở ngại, cái mà chướng ngại cho mình mà mình vẫn không sân, tức là tâm từ quá lớn. Tâm từ đó là quá lớn, chứ không phải là tâm từ là thương yêu. Nhưng mà là khi mà mình không sân rồi á thì bắt đầu mình sẽ có tình thương yêu. Mà thương yêu này á là thương yêu do không sân, chứ không phải là thương yêu do quyến luyến. Thương yêu do quyến luyến là khác. Thương yêu do quyến luyến thì nó là thành tham. Không sân mà nó mà tham thì cũng như không. Thì ở đây không phải là không sân, chứ không phải là tham. Em muốn hỏi thầy, nếu mà bỏ bản ngã thì nó còn lại gì thưa thầy? Bỏ bản ngã còn lại pháp. Bỏ bản ngã đấy đồng nghĩa với là bỏ cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Mà bỏ phiền não khổ đau luân hồi sinh tử thì còn lại an lạc hạnh phúc. Cái đó thực ra là hỏi chơi thôi. Trên thực tế đó là mình chỉ hiểu cái câu đó. Ví dụ thầy trả lời như vậy cũng là trả lời chơi thôi. Trên thực tế là khi nào mình thấy ra rõ ràng là mình không có bản ngã thì lúc đó mình như thế nào, lúc đó như thế nào, và lúc nào mà có bản ngã thì như thế nào là mình biết liền. Thầy lấy ví dụ lại là nếu có người tới chửi mình cái, nhưng mà mình vẫn trong sáng rõ ràng không có bản ngã để mà đối chọi lại gì hết trơn á, thì lúc đó mình không hề có cái khổ của cái người mà phải gánh chịu cái người ta chửi. Mà lúc đó mình vẫn là có tâm từ với người đó, bởi vì mình không sân cho nên mình vẫn có tâm từ.
Và họ là cái người mà đến chuyện mình, tức là họ đã đau khổ, mình chia sẻ được với những cái nỗi khổ của họ, thì đó không phải Bồ Tát còn gì nữa. Trời ơi, Bồ Tát đó chứ còn gì nữa. Thưa thầy, con muốn hỏi là cái tiểu chung lại thì tất cả cái khó khăn cuối cùng nó vẫn là cái bản ngã. Cái bản ngã vẫn là cái cửa chướng ngại vô cùng lớn. Thì con nghĩ là cái bản ngã nó từ cái nghiệp, tức là nghiệp từ cái đời trước, cái thời gian trước mà mình tích lũy lại, thì nó trở thành một cái bản ngã. Mà chống một cái nghiệp thì lại là quá khó. Thế con muốn hỏi thầy là diệt bản ngã cách nào tốt nhất ạ? Cái đó thì thực ra là thầy đã giảng rất nhiều rồi. Cụ thể là cái bài giảng mà trước đây đó, tức là cái bài giảng mà thầy nói thần trọng chú tâm quan sát đó. Khi mà mình thực sự thần trọng chú tâm quan sát, lúc mình đi đứng nằm ngồi ăn uống làm việc tất cả mọi cái đó, thì lúc đó đó là mình đã trọn vẹn với pháp rồi. Thì lúc đó là mình đang sống với pháp, dù pháp đó là cái kết quả của nghiệp. Ví dụ như kết quả của nghiệp, cho nên bây giờ mình có một cái thân bệnh hay nhức nhối, nhưng bây giờ mình trọn vẹn với cái nhức nhối đó mà tâm vẫn không để tham sân si khởi lên, tức là vẫn sống được vô ngã, tức là nghiệp vẫn là vô ngã. Cho nên có một cái câu nói này rất hay, là không có kẻ tạo nghiệp, không có kẻ gặt quả, mà chỉ có dòng nghiệp báo triền miên. Đó là một câu nói rất hay. Nghĩa là thực ra nếu mình chỉ thấy cái khổ, cái vui, tất cả mọi cái nó diễn ra như thử là pháp. Cho nên mà mình sợ dĩ mà mình niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp là gì? Vì thân thọ tâm pháp đó cũng là nghiệp. Phải không? Cái thân thọ tâm pháp này là cái nghiệp do quá khứ mà tạo ra, bây giờ có đấy. Nhưng mà vẫn nhớ một điều như thế này, cái nó do nghiệp tạo ra, nhưng bản thân nó đó lại là pháp. Bây giờ thầy nói ví dụ như thế này cho dễ đi. Pháp là đường, pháp là bột, pháp là nước, pháp là lửa. Bây giờ mình lấy đường, nước, mình nhồi bột, rồi mình bỏ đường vô, xong rồi mình đem mình nấu ra, nó ra thì nó ra cái bánh. Thì cái bánh đó là do nghiệp sinh ra, phải không? Tức là do tạo tác của mình sinh ra, gọi là do nghiệp sinh. Nhưng mà cái bánh nó vẫn là pháp. Cái bánh nó vẫn là pháp. Quý vị có hiểu điều đó không? Cái bánh nó vẫn là pháp. Cho nên á, nếu mà mình lại vẫn tiếp tục xem cái nghiệp đó là ta, là của ta, thì lúc đó chính cái ý thức mà ta và của ta đó là chịu khổ. Thế còn nếu mình chỉ thấy pháp, thì lúc đó mình chỉ thấy nó là như vậy. Cho nên nó mới có cái trí tuệ. Cái trí tuệ là vậy. Trí tuệ tức là chỉ thấy nó là pháp. Dạ tha phu ta Nhana dasana đó, tức là chỉ thấy nó là pháp. Thân cũng là pháp, thọ cũng là pháp, tâm cũng là pháp, và sự vận hành cũng là pháp. Cho nên gọi là thân thọ tâm pháp. Thế thì là nếu mình nói chung là như thế này cho dễ hiểu, nếu mình tròn vẹn trở về với tại đây và bây giờ, và không có tham sân si khởi lên, tức là lúc đó là vô ngã, lúc đó là sáng suốt, là thần trọng chú tâm quan sát cũng được, là sáng suốt định tĩnh trong lành cũng được, là không có gì hết. Mà cái này không phải là một lý thuyết. Nhiều cái người Phật tử họ trình pháp á, là khi họ trình pháp á, là họ trình đúng y chang vậy. Tức là khi họ gặp một cái sự việc mà lúc đó họ buông ra và họ chỉ nhìn thấy đó đúng là pháp á, là họ vượt qua được liền, tức là họ không có gì đau khổ gì trong đó. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là thầy nói là dòng pháp á là luôn luôn tuôn chảy và không bao giờ ngừng lại. Khi mình tu thì mình cũng không được định trên bất cứ cái gì hết, là mình cũng phải thuận theo pháp mình đi. Vậy thì con hỏi là khi mà mình đã thuận theo pháp đi á, thì lúc đó cái tâm của mình á, có phải là cái tâm mình không cần, mình chỉ cần thuận theo pháp thôi, tức là mình cứ đi theo pháp. Vậy thì lúc đó cái tâm của mình có phải là cái tâm vô minh không? Vô minh. Vô minh thì làm sao mà mình sáng suốt biết rõ pháp lúc đó được? Bởi vì á, vô minh là như thế này.
Bây giờ mình không nói định nghĩa vô minh trên ngôn ngữ, mà mình định nghĩa trên vô minh trên cái thực. Vô minh trên cái thực là thế này: một là tâm không ở ngay nơi thực tại, tức là không chánh niệm hay là thất niệm, đó là một yếu tố của vô minh. Thứ hai là khi tâm mình trở về với thực tại mà mình lại xen vào đó, đó là quan niệm, đó là bản ngã, quan niệm đó là đẹp là xấu, nó phải thế này, nó phải thế kia, thì lúc đó đó nó là vô minh. Còn nếu như cái tâm mình trở về rồi là chánh niệm, là được một yếu tố rồi này, và bây giờ cái tâm đó nó lại thấy rõ là mình đang đi mà không xen vào một cái quan niệm ý niệm gì cả, thì lúc đó đó là mình là vậy thôi. Thế lúc đó sao mà vô minh được? Mà lúc đó đó hễ mà vô minh thì không thể nào thuần pháp được, vì vô minh tức là mình đã bỏ thực tài rồi, không có cách nào mà vô minh mà thuần pháp được, bởi vì hễ vô minh tức là mình bỏ thực tài, vô minh tức là mình đã bị che lấp cái thực tài đi bằng những cái quan niệm, cái tình cảm, cái gì gì đó, ý niệm gì đó của mình che lấp đi, hoặc là tâm mình phóng đi chỗ khác, bây giờ không còn biết cái thực tài đang là gì, thì như vậy mới gọi là vô minh. Còn bây giờ nếu mà mình đang tại đây và bây giờ mình hoàn toàn rõ ràng, sáng suốt, thì như vậy tức là minh. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là cái người xuất gia với lại cái người không xuất gia thì nó có một cái vấn đề mà con cảm thấy là hơi khó ở cái người không xuất gia, đó là về chuyện tình cảm á. Tức là cái khi mà có tình cảm xen vào á, tức là tình cảm thì nó phải đặt trên một cái đối tượng nào đó, mà khi mà đặt trên một cái đối tượng đó thì nó trở nên phân biệt, nó trở nên là tham sân si đủ thứ á. Mà nếu mà không tham sân si, không đặt trên đối tượng thì lại không thể gọi là giống như là một cái tình cảm hoặc là cái sự yêu thương gì đó, ví dụ như là giữa bạn trai bạn gái, hoặc là giữa vợ chồng, hoặc là ngay cả là cha mẹ đối với con cái cũng vậy. Khi mà mình thương nó thì mình không muốn nó làm cái này cái kia, mình muốn đủ thứ hết. Thì như vậy á, có phải là cái tình yêu thương nó thật sự chỉ là một cái ảo tưởng và nó không có thật hay không? Bởi vì khi mà một người mà yêu thương tất cả mọi thứ giống như Đức Phật á, thì giống như là yêu thương tất cả luôn, thì khi đó không có cái sự mà đặt trên một đối tượng nào đó, thì như vậy thì không có cái tình yêu thương kiểu kia. Thì như vậy tình yêu nó trở thành một cái ảo tưởng nào đó và nó không bao giờ có thể làm được hết. Đúng vậy. Dạ, cảm ơn thầy. Đúng như vậy. Nhưng mà thế này, ví dụ như bây giờ một cái người mà trong thâm tâm họ đó thì vẫn là muốn có yêu thương, họ vẫn muốn có yêu thương, họ vẫn sở hữu. Bây giờ biểu họ nói là đi xuất gia đi thì họ không được, họ không thể nào xuất gia được, thì người đó phải lấy cái bài học yêu thương đó để làm bài học giác ngộ. Tức là có yêu thương, có dính mắc rồi mới là biết cái dính mắc nó đau khổ như thế nào, mới học ra từ trong bài học đó thì mới thấy ra được. Còn nếu như mà chưa học bài học đó, cái người nào mà người ta thực sự người ta xuất gia đó, tức là khi mà người ta đã thấy ra được những cái chuyện đó nó không còn dính líu gì với mình nữa, tức là nó không có cái gì mà cái chuyện đó nó không còn có cái gì mà nó làm cho mình phải trao đạo gì nữa hết á, thì cái đó người đó mới là thực sự gọi là người yên tâm xuất gia. Vì vậy cho nên có thầy đưa ra một cái số thống kê theo kinh nghiệm của người trước cũng như kinh nghiệm của đời tu của thầy đó, là 100 người tu còn lại 5 người thôi. Cứ 100 người tu như vậy một lứa đó, 5 người tu thì còn lại 5 người thôi. Mà cái số đó là tương đối thôi chứ không phải là cũng đối nhất định. Là tại vì sao? Bởi vì họ không thực. Nếu như họ không thực trong cái bài học mà giác ngộ của cái xuất gia đó, thì họ vẫn là những người mà đóng kịch thôi. Họ chỉ là những người đóng kịch xuất gia chứ họ chưa phải thực sự là xuất gia. Và vì vậy cho nên đó, họ cũng đau khổ hơn cả người không xuất gia nữa. Tại vì người không xuất gia đó, họ đối diện với những cái đau khổ đó, bây giờ họ mới thấy ra được á. Bây giờ trong khi cái anh chàng này á, anh chàng mà tu này á, anh lại là người mơ ước là sống những cái hạnh phúc ở đời. Bởi vì cái tâm anh nó không phải là tâm anh thực sự là thoát mà xuất gia, nhưng mà anh vẫn ngồi trong đây thì anh mơ ước như vậy á, là còn mất thì giờ hơn là một người đi vào đó có vợ có chồng có con mới biết cái đau khổ như thế nào. Khi học ra bài học đó đó
thì có thể kiếp sau hoặc là có thể lớn tuổi rồi, người đó thấy rằng là tất cả những cái đó nó không còn dính mắc gì đựng mình nữa rồi, thấy hết rồi, lúc đó người đó xuất gia thì rất là yên tâm. Có thể người đó xuất gia muộn, nhưng mà cái người đó lại là yên tâm tu hành hơn. Cho nên á, vẫn là ở cái chỗ bài học của mình, tức là nếu mình cần phải học. Có những người mà vô tu và thầy thấy là cái người đó tu không được, vô trong này một cái thì bao nhiêu cái tham lam sân hận, si mê gì, phiền não gì nó lung tung hết trơn á. Rồi thầy thấy rất rõ như vậy á, rồi thầy khuyên ra đời. Thầy biết là cái người này mà họ ra đời họ phải đi làm ăn họ mới học ra, họ mới biết thế nào là đau khổ. Thế chứ còn ở đây người ta cứ dọn cho mình ăn hàng ngày rồi thì mình đâu có biết là cái đau khổ của cái mà kiếm ra đồng tiền như thế nào. Còn ví dụ như cái người ta ý thức rồi á, thì người ta rất trân quý cái chuyện mà Phật tử mà cúng dường vào, mà cúng vừa dường vào người ta còn ta biết san sẻ, người ta biết thế này thế kia. Còn bây giờ cái người mà vô đó rồi á, thì bắt đầu là tích lũy, trở thành bản ngã cùng nặng hơn nữa, sở hữu cùng nặng hơn nữa, tức là chẳng có một ba la mật nào cả. Thành ra như vậy á, là xuất gia như vậy là không phải. Nhưng mà đừng có sợ, nói chung á, hệ mình đang cái tâm của mình còn ở đời thì mình cứ ở đời, nó không có một cái nào nhất định hết á, mà là cái người nào trong trường hợp như thế nào thì cứ học bài học của mình và cứ yên tâm mà học. Bởi vì cứ yên tâm mà cứ thận trọng chú tâm quan sát, sáng suốt định tĩnh trong rành là thấy ra. Còn một cái người khác ở chỗ này, bây giờ họ lấy chồng nhưng mà tâm họ vẫn cứ muốn là chồng phải tốt hơn, cho nên họ cứ đau khổ. Hoặc là họ bỏ ông chồng này vì họ nghĩ rằng là có một ông chồng khác tốt hơn, họ bỏ ông chồng này để lấy ông chồng khác thì họ lại đau khổ cái đau khổ khác. Thí dụ như vậy đó, tức là họ vẫn chưa giác ngộ. Khi mà họ vẫn sống như vậy với bản ngã để thỏa mãn bản ngã thì họ vẫn đau khổ. Mà nếu mình xuất gia mà để chỉ thỏa mãn bản ngã thì cũng vẫn là đau khổ. Vậy thì ở đây cái vấn đề tu hành là ở chỗ là mình có học được bài học trong pháp hay không, và có nhận ra được là pháp với là ngã như thế nào, cái nào đem đến phiền não khổ đau luân hồi sinh tử, cái nào không. Cái đó là chính là cái bài học giác ngộ. Thầy cho con hỏi câu cuối. Là bữa trước con đọc báo thầy, thì cái gia đình đó là có ba người. Người chồng thì thường xuyên là say xỉn, mỗi lần say xỉn về thì đánh đập vợ con. Và trong cái gia đình đó thì có một thằng con trai, và ông bố đánh đập nó, mẹ nó và nó từ lúc nhỏ. Thì đến lúc lớn lên thì khi nó ăn học thành tài thì ông vẫn đánh đập nó. Và một ngày kia thì cái sự mà u mê của nó lên đi cực độ thì nó giết ổng. Thì thầy cho con hỏi là bây giờ nếu mà trong cái trường hợp mà mình bị ức chế, tại vì cái người đó là người cha của mình, người ta dùng cái quyền lực là cái quan hệ là cha con ở trong xã hội, người ta ức chế mình từ mười mấy chục năm luôn, thì rõ ràng là khi mình nói từ bi hy xả thì nó cũng đơn giản, nhưng mà lúc mà sống trong cái hoàn cảnh đó thì cái từ bi và cái hy xả lúc này mình sẽ làm như thế nào, và cái sự vô minh của người cha trong cái gia đình đó và cái người con, khi mà người con giết cha thì nó sẽ giải quyết như sao? Cái đó nói chung vẫn xoay quanh cái bản ngã. Cái người cha gây ra đau khổ trong gia đình cũng bởi vì là chỉ thuần theo cái bản ngã, cái tham dục tham sân si, cho nên tạo ra cái đau khổ cho mình và người. Cho nên cái nguyên tắc là vậy, tạo ra đau khổ cho mình và người, cụ thể là những người trong gia đình. Thế còn nếu mà người con biết đạo thì người con thấy rằng là đó là cái nghiệp của mình, và người con sẵn sàng mà làm theo ba la mật, hoặc là tức là vẫn cứ là sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là chánh niệm tỉnh giác này kia, hay là thần trọng chú tâm quan sát, thì người đó vẫn giữ cái đúng của mình, vẫn không để cho cái bản ngã khởi lên. Cho nên là lúc đó cái người con đó nó ở trong hoàn cảnh đó không những là không bị hại mà lại còn tiến bộ nhanh nữa. Bởi vì cái hoàn cảnh đó là một hoàn cảnh đặc biệt mà để rèn luyện cho những người đặc biệt. Thì nếu như cái người đó là một cái người mà có trí tuệ,
có nhẫn nại đó, như là mấy cái ba la mật này này, thì sẽ vượt qua cái đó. Và cái vượt chướng ngại đó, thầy nói vượt chướng ngại đó, thì nếu mà cái người đó vượt chướng ngại đó thì cứ ở đó mà tu thôi á, vẫn còn hơn là leo trên núi tu. Mấy cái người mà họ ở trong đó mà họ vẫn là không để cho bạn ngã sai sự á, họ vẫn đủ trầm tĩnh sáng suốt để mà hành động, để mà làm á. Nếu mà như vậy á, có thể định nghĩa thêm một cái chữ duyên là thế này, à để định nghĩa theo chữ vô minh là thế này. Vô minh là bị duyên chi phối, không phải là tùy duyên. Tùy duyên có nghĩa là mình biết duyên mà mình theo, còn bên này là bị duyên chi phối, tức là bên này thì bị cái duyên là uống rượu chè, rồi bị cái duyên làm khi uống rượu vô thì mình thiếu cái duyên, là duyên không bình tĩnh nữa, rồi cái duyên nóng nảy lên, duyên nóng nảy lên thì mới đập đánh đó. Tức là lúc đó đó, có khi cái đập đánh đó đó là cũng đáng thương, bởi vì bây giờ là do cái khởi đầu á là anh uống rượu vô rồi, anh uống rượu vô rồi anh say xỉn rồi, bây giờ anh không còn biết gì nữa, cho nên anh đánh. Thực ra đến anh tỉnh rượu rồi thì anh là rất thương con, đại khái như vậy. Nhưng mà lại là cứ bị cái duyên đó nó sai sự hoàn toàn, cho nên nó bị pháp sai khiến, bị cái bản ngã sai khiến. Nhưng mà ở trong đó nếu có một cái người mà nhẫn nại được á, thì vẫn được. Bản thân thầy á, là có một người chị, cái người chị nó sinh ra để đau khổ phục vụ chồng, mà người chồng thì là vợ lẽ đủ thứ, chỗ nào cũng có con, đại khái vậy. Rồi thì về là chị có đánh đập hành hạ, bắt sai phải đi mua rượu, mua bia, mua nhậu nhẹt, làm đủ thứ, mà bà là chị cứ lặng lẽ đó và làm. Bà lên đây mà thăm thầy một cái là bà quét sạch hết sạch trơn, là một cái người mà luôn luôn là cứ chịu cực chịu khổ thôi. Nhưng mà đến cuối đời á, chị rất lạ, vẫn tiếp tục vẫn sống trong cái tình trạng đó. Mà bây giờ chị là mình nói như một vị thánh thì nó hơi quá đáng, nhưng mà đại khái là sống hoàn toàn vui vẻ trầm tịch. Mà hóa ra đó là nhờ ông chồng mà được như vậy đó. Nhờ cái ông chồng á, nếu tức là nhờ cái thử thách đó mà chị vượt qua được cái thử thách đó đó, cho nên bây giờ chị trở thành một cái người mà trầm tịnh. Chứ bây giờ giả sử như một người mà sinh ra là hoàn toàn, cho nên con cái đó, mình mà thường thường mà dạy dỗ con cái coi chừng đó, quá nuông chiều con cái, cứ tạo điều kiện cho con cái, muốn con cái là học lên cho thật cao, muốn sau này địa vị thật cao, nhưng mà đều hư hỏng hết. Chẳng tha nó chịu cực chịu khổ, nó chịu nhục chịu nhã đủ thứ, mà sau này nó lại lên người. Thành á, giáo dục nó là giáo dục cho nó biết cách nhận thức nó như thế nào, nhận thức cuộc đời như thế nào, chứ không phải là nặng nó thành cái người mà phải có địa vị cao hay có cái này cái kia trong xã hội, không phải như vậy. Cái sai lầm đó rồi nó không phải là địa vị cao mà là theo ý mình, muốn nó phải theo ý mình. Nó thì thích hội họa, mà mình là bắt nó phải quản lý một cái công ty nhà máy, thành ra nó không được gì hết, hoàn toàn không được gì hết. Thật ra nếu một cái người biết học thì là trong hoàn cảnh càng bi đát chừng nào lại còn càng học ra được nhiều bài học quý giá chừng đó. Thế cái người con đó là tại vì tiếc là người con đó không được ai giáo dục, không được ai mở cho ra cho nó biết rằng á, là ở nơi bản thân nó vẫn có đủ sáng suốt định tĩnh trong lành, vẫn có đủ thần trọng chú tâm quan sát. Nếu như biết sử dụng thì nó biến cái hoàn cảnh của nó trở thành ra là vị nhân, nó có thể trở thành vị nhân, có thể trở thành ông thánh. Rất nhiều cái trường hợp trong kinh kể lại những cái câu chuyện của những cái người mà là tận cùng đau khổ, như là nàng Pachatara chẳng hạn, nhưng mà cuối cùng là đến đau khổ đến điên luôn, nhưng mà giác ngộ được, vẫn giác ngộ được như thường. Do đó là cái quan trọng ở đây càng thấy ra rõ hơn. Mình thì mình khoan nói giải quyết chuyện đó ra sẽ là sao, nhưng mà mình nói rõ, càng rõ hơn là cái bản ngã nguy hiểm như thế nào. Rồi, hẹn lại tuần sau.